Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng đập kính xe ô tô trộm cắp hơn 600 triệu đồng. Đó là Phạm Thế Uyên, 39 tuổi, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 4 tháng 4, Uyên điều khiển xe máy đến gần một ngân hàng ở ngã tư Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, thành phố Buôn Ma Thuột, theo dõi người dân rút tiền từ ngân hàng ra để tìm cơ hội trộm cắp. Đến khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, Uyên phát hiện xe ô tô của ông Đê, 74 tuổi, trú tại huyện Chư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk từ ngân hàng đi ra, thì Uyên liền điều khiển xe máy bám theo. Sau khi đi qua nhiều tuyến phố đến nhiều địa điểm, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, ông Đê đậu xe đối diện một tiệm tóc trên đường Lê Thánh Tông để vào cắt tóc. Lúc này, Uyên nhanh chóng tiếp cận xe ô tô, đập vỡ cửa kính lấy cắp 630 triệu đồng rồi điều khiển xe máy tẩu thoát. Quá trình bỏ trốn, Uyên di chuyển trên quốc lộ 27 hướng về tỉnh Lâm Đồng và liên tục thay đổi đặc điểm nhận dạng. Thậm chí khi đến đèo Đắk Nuê, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, Uyên đã vứt bỏ lại chiếc xe máy trong một dãy vắng rồi đón xe về tỉnh Lâm Đồng, sau đó về lại thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ thành công Phạm Thế Uyên. Được biết, Uyên từng có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng Uyên theo quy định của pháp luật.